Xin chào các bạn ạ. Vừa nãy mình cũng đã quay cho các bạn xem mình đang vận động con gà và đùa nhé các bạn nhé. Gà nhà mình cũng mới nhé. Hôm nay mình làm clip là mình sẽ đem con gà này đi lựa lại xem nào ăn nó như nào nhé các bạn nhé. Xem nó có giống gà phố hay là nó ngon hơn gà phố nhé các bạn nhé. Theo mình nghĩ thì chắc chắn là nó sẽ ngon hơn gà phố nhé. Bởi vì gà nhà mình lấy thì không có cám, không có cái chất gì nhá, chỉ toàn ăn gạo với thóc thôi nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đem đi lựa nhá, xin các bạn theo dõi video của mình nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ nước vào lựa nha các bạn nhá. Trong lựa này các bạn xem clip của mình các bạn nhớ thông cảm nhá, bởi vì mình là người vùng cao nên là không có bếp gà nhá, chỉ dùng là bếp than bếp chỉ thôi nha các bạn nhá. Chắc ai cũng hiểu là người dân tộc như mình ở vùng cao thì toàn dùng là bếp củi nhiều hơn. Bắt đầu sôi rồi các bạn ạ. Chắc sôi tầm 30 phút, 40 phút là chín rồi nha các bạn nha. Các bạn ạ, đúng là gà bản có khác nhá, nó không hề nứt cái da của nó nha các bạn nhá. Không như gà phố nha, gà phố người ta nơi cám kia thì nó nứt hết da nhá. Các bạn nhìn này. Các bạn mình đã chặt ra rồi. Và một con thì mình chia một nửa con cho bên bố mẹ của mình nhá. Còn lại một nửa con được một bát đây các bạn ạ. Còn hai cái chân gà này các bạn nhìn này. Đó. Trông như này thôi dài lắm các bạn ạ. Cơm tối thôi các bạn ạ. Đây cơm tối ở gia đình mình chỉ thế này thôi nhá. Có ba rau xanh với lại cái này thường gọi bằng đĩa thì cũng không phải, gọi là bát đây. Cho vào bát nhá. Muối chấm này, có mấy quả trứng này các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ăn cơm nhá. Xin mời các bạn ăn tối của mình nhá. Xin mời các bạn nha, ăn tối của mình nhé. Ơ này cay quá các bạn. Bây giờ ăn thịt gà này. Ăn miếng này này. Cơm nóng. Xin mời các bạn cùng mình ăn nhá. Mình ăn cơm tối này. Đó, mình ăn xem dài không nhá các bạn nhá. Không dài. Dài lắm các bạn ạ. Mà lại cay nữa.
cay là ở cái bát muối chấm này nha các bạn nha. Đúng là cay thật. Và clip của mình sẽ dùng tại đây nha các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nha. Mình ăn cơm đã. Nếu mà các bạn xem clip của mình thấy có ý nghĩa thì các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ nha các bạn nha. Xin chào các bạn rồi. Và các bạn trong những clip tiếp theo nha.